Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Thái Chuối TV. Xin chào các bạn. Thì hôm nay cả team bọn mình sẽ thực hiện một thử thách, đó chính là ăn đồ ăn theo màu các bạn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ phải chia thành 3 đội. Em mới thương một đội đi. Thế để em mới thảo cho. Mọi khi đội mấy thằng cún chán lắm rồi. Bây giờ mình sẽ đổi thành viên. Thương, mày có về đội của anh không? Anh cứ tìm kiểu em. Rồi bây giờ Thương giơ lên cho 3 đứa bốc, 3 đội khác nhau, mỗi người một tờ. Như sao? Đâu rồi? Giấy to, tiền to. Người ta cũng mong mày. Màu đồ ăn 500.000. Yeah! 500.000 là đủ ăn rồi. Màu xanh 100.000. Màu vàng 1 triệu. Yeah! Thử thách ngày hôm nay đó chính là mấy đứa với số tiền của mình bốc được sẽ phải mua những cái đồ cùng một màu, thực hiện thử thách trong vòng 24 giờ. 100.000 mà bắt mình ăn cả sáng, cả trưa, cả tối. Sao đủ đây? Có cả anh Thái mà, có phải mỗi mình mày đâu. Ừ, còn là hai người nữa. Ôi dồi ôi. Vậy mới gọi là thử thách các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ phát tiền và mỗi đội sẽ đi mua đồ các bạn nha. Bỏ đi ăn, nghĩ xem món gì màu vàng đây. Đùi gà đi. Ờ, được, đi mua hai con gà. Cô có tất cả bao nhiêu con gà? Cô còn 4 con ở đây. Cô cho cháu hẳn là 2 con. Cái này bọn mình để ăn tối. Còn bọn mình có 100, thích mua gì cũng không được, phải đi chọn. Mình ăn thì ít chứ thằng cún này ăn thì nhiều, như con lợn ấy thì ăn gì. Đi rồi, thôi đi mua, đi mua. Mình mua dưa về ăn trưa các bạn nhá. Bây giờ sẽ đi mua cối về ăn tối. Một cái bánh trưng để ăn tối các bạn ạ. Bây giờ bọn mình sẽ mua sờ tinh để làm nước giải khát. Cô cho cháu mua 1 nghìn sơ tinh. Cháu mua 2 cái đi. Cháu mua 20 nghìn thịt bò. Đừng có mua một tí. Bây giờ em sẽ vào trong siêu thị để chọn một số bánh kẹo và đồ ăn nước uống. A few moments later. Bọn mình đã đi chợ và siêu thị về rồi. Bây giờ bọn mình sẽ làm thử thách 24 giờ ăn đồ màu. Bọn mình làm thử thách ăn đồ ăn màu vàng ở trong cái lều trại này luôn. Tháo dọn đồ ra em. Vâng. Bọn mình ăn đồ màu đỏ trên một cái đặc biệt. Đi thôi Thương. Đây là ngôi nhà của bọn mình, màu đỏ luôn. Ok các bạn ơi, bây giờ bọn mình sẽ bốc đầu nhá. Nani. À nhầm, bây giờ bọn mình sẽ bóc xúc xích ra để ăn sáng. Bữa sáng bọn mình sẽ ăn xúc xích. Anh của Thương, anh của anh. Có cần đá đâu em. Không, xúc xích thì ăn liền mà ăn được. Các bạn ơi, thua chưa? Mời các bạn nhá, ăn xúc xích uống sờ tin màu đỏ nữa các bạn nhá. Đồ ăn màu đỏ mình rất nhiều, ăn biết nhà luôn. Cho Thương một chai, anh 5 chai. Mỗi người 3 chai mà, trong đấy 6 chai, mỗi người 3 chai mà. Tụi mày ngu không biết gì. Bữa sáng bọn mình chỉ cần đơn giản thế này thôi. Bọn mình nhiều đồ quá, chẳng biết lấy cái gì để ăn sáng luôn. Không biết lấy cái gì thì ăn hết. Bọn mình sẽ ăn vàng kẹp với bánh mì. Vâng ạ. Không phải, vì điên mà lấy cái bánh đấy. Đây mà, vàng đây. Vàng này là vàng sô-cô-la, vàng kia là vàng đậu xanh, mình hiểu chưa? Vâng. Không bóc ra thì ăn kiểu gì. Ui giời ơi, đợi 1 triệu có 2 chai nước thôi à. Rồi cũng hơn nhau có 1 chai nước, cũng đợi 100 thì 1 chai. 1 triệu có 2 chai rồi. Ui giời ơi, hai đội này cả thế, 500 nghìn cả 5 chai đây này ơi. Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. 2 chai nước à. Cái gì? Cái gì? Mong gì? Đổ ra. Thôi bọn mình chuyển sang ăn baby buổi sáng thôi. Nhiều mà còn mấy gói nữa ăn đi. Em xin. Hai ba rồi. Thôi ăn trái cây đi. Ở đây có bưởi diễm và lê mỹ. Ăn cái nào? Ngon. Cũng ngon. Bây giờ bọn mình bắt đầu thử thách 24 giờ và chúng mình sẽ ngồi trên cây. Tại vì bọn mình mua các đồ ăn không cần phải nấu nước. Cho nên là quyết định là sẽ thử thách ở trên cây. Bọn mình ăn sáng bằng này thôi các bạn nhá. Cún nó cắn rồi thôi. Đây, cho cún một nửa. Nani. Quên anh cắt không đều. Rồi đất ơi. Đều chưa? Đều không? Đấy đều nha.
ăn đi. Rượu ngon các bạn. Rồi bạn ăn xong rồi, bây giờ bọn mình ngồi trên này chán nhỉ? Ừ. Chán quá. À, anh có cái app này hay lắm, đi xuống cho anh giới thiệu cho. Trưa nay mình sẽ ăn dưa. Bây giờ anh giới thiệu cho mấy đứa một cái app livestream giải trí số 1 Việt Nam luôn. App gì anh? App gì? Bigo Live. Anh vào luôn đi anh ơi. Ừ. Đây này, nó có rất là nhiều cái hay ho, như là chúng ta có thể vào xem livestream các idol livestream này. Đấy, còn có cả buổi tiệc này, rồi là trò chơi này. Trò chơi thì có rất là nhiều trò chơi như là liên quân này, liên minh này, tốc chiến này. Rồi bây giờ thôi để anh nói chuyện nhá. Vâng. Cut me. Cut me đâu? Đấy, cut me đấy. Ok. Alo, để anh. Sắc này lọc thẹt. Lọc thẹt mà cái app này có chức năng tặng quà mấy đứa. Tặng một bông hoa. Anh hết tiền sao ấy? Điền. Anh nghèo anh xí à? Anh gửi anh. Đây. Hình như hơi ít. Cho quả bom. Tăng bom. Ôi anh Thái. Vừa rồi là vài câu hỏi thăm rồi, bây giờ phải nhảy vào tán tỉnh luôn, hiểu không? Vâng. Anh tặng quà nó để nó nhảy riêng cho bọn em xem. Sao anh tặng quà lại em ấy nhảy riêng cho bọn mày xem? Thì anh em mình xem chứ. À được. Em like mấy giờ một ngày thế? Em like đến 3 giờ anh ơi. Tặng này, tặng cho em cái xe bò đi. Ok. Tặng em cái xe bò. Bữa nào anh xuống nhà em được không? Được anh ơi. Cảm ơn anh Tài. Cảm ơn anh Tài. Bố em tên là Thiên Lôi à? Hình như là tặng xe bò à? Em không thích sao? Đúng rồi, tặng mô tô anh ạ. Ừ, tặng mô tô đi. Surprise. Ôi ơi, thức quá đi, thức tặng quá. Em thích chó hay mèo? Em thích chó hay mèo? Em thích chó anh ơi. Go go. Chúng mình hợp nhau đấy em nhỉ? 2% cơ thể chúng mình đều là nước. Ơ anh Thái, mình nằm làm sao ấy? Phải 70% chứ. 70% là người ta thôi. Còn anh mới thằng Tùng mới thằng Cún, 70% cơ thể là xương sườn. Tần là xương, tần là da, tần là rau căm thôi. À đây, chào anh. Đây, anh tặng quà đã nhá. Xe bò đi anh ơi. Tặng con xe bò nào. Ý. Em chào anh. Ừ, em thấy anh đẹp trai quá nên bọn em nhảy vào xem. Anh đẹp trai quá. Cảm ơn em nhé. Vâng. Thank you em. Rồi cho em, cho anh con xe bò nữa. Ok, cảm ơn em nhiều. Anh này thu nhập khủng lắm đúng không? Livestream nhiều thu nhập khủng lắm đúng không? Ý em tham khảo để lúc nào em thỉnh thoảng em rảnh em đi live em stream mà. Vâng. Stream là sao? Livestream. Nhưng mà livestream là gì? À, thì stream. Tức là em livestream. À, em livestream đấy. Cho anh cái xe bò. Cho anh cái xe bò nữa. Rồi, ba xe bò. Ba xe bò, à một cái xe bò. Rồi, ba xe bò chở người yêu đi chơi này. Cho anh, tối anh đi chở người yêu. Xe này em chỉ để chở xe bò mới lại châu gì, công chúa phải chở bằng xe này. Cho anh nó mua cái đi luôn. Công chúa phải cho chở bằng sập doi. Ủa anh thấy là mọi người đang đi cắm trại hả? Không, em đi cắm trại, em đây đi chăn trâu mà. Nói nhiều đấy là cho xe bò đó. À, nói nhiều cho xe bò. Nói nhiều cái cho xe bò đó. Anh bao nhiêu tuổi vậy anh ơi? Sao lại không? 20 tuổi. Anh 20 tuổi, anh đừng có điêu. Em 20 tuổi mà em già như chó này là anh bảo là 20 tuổi. Anh chắc phải tầm 35. 60. Không, nói chung là Mang rồi. Đang nói chuyện anh này. Nếu các bạn muốn giao lưu với các idol trai xinh gái đẹp và nhiều tài năng ở trên Bigo Live thì các bạn hãy click vào cái đường link mình để ở trong phần mô tả và ghim ở cái phần bình luận ở trong clip này. Rồi bây giờ bọn mình lại tiếp tục thực hiện thử thách thôi. Trưa nay chúng mình lại ăn dưa. Anh này bỏ bằng rồi nhá. Nếu em bỏ đó anh bỏ không công bằng đâu. Ừ. Rồi cuốn bỏ đi. Không anh nghiệp. Đây. Mời các bạn nhá. À đây mình để ăn tối được chứ. Rồi ok. Ok ngon quá. Nani. Ăn được các bạn ạ.
Lớn quá lắm. Lớn quá lắm các bạn. Mình cười nhỉ, ăn tối lắm chứ. Ok, bọn mình đã pha xong mì, bọn mình sẽ ra ngoài này ăn cho nó thoáng. Trong lều mã chán rồi. Mời các bạn ăn trưa nha. Mì này ngon lắm các bạn ạ. Mà mình cũng ăn mì xúc xích. Xúc xích cũng màu vàng luôn. Mình mời các bạn nha. Ăn mã chưa hết đồ ăn. Ăn tiếp. Nước này ngon đấy. Hôm nay cắm trại cũng là một cái duyên. Anh em mình gặp nhau ở đây. Thì tao cũng muốn tao có đôi lời muốn nói này. Chúng mày ăn ít thôi thì tao cầm về cho chó là tao ăn. Ăn no rồi, bây giờ bọn mình sẽ đóng trại rồi nghỉ ngơi đến tối các bạn nha. Ok các bạn ơi, món trưa của hôm nay của bọn mình là ớt xào thịt bò. Thịt bò của mình cũng màu đỏ nhá, nhưng mà tí nấu chín lên thì nó sẽ màu đỏ hơn. Và mình sẽ thái thịt bò. Mình quên mất không cầm thớt nên mình phải thái bằng cái vung này các bạn ạ. Giờ mình sẽ thái ớt. Đây là món chính các bạn nhá. Thịt bò ớt đã thái xong. Bây giờ mình sẽ cho thịt bò vào xào trước. Thịt bò chín rồi. Bây giờ mình sẽ cho ớt vào. Lần đầu tiên bọn mình nấu ăn trên xe máy luôn. Chín rồi, bây giờ bọn mình sẽ vớt ra để ăn trưa thôi. Ngon đấy các bạn ạ, thơm ấy. Mời các bạn nhá. Ngon đấy các bạn ạ. Thịt bò à? Nhưng ngon không ạ? Ăn xong bữa trưa này bọn mình sẽ ngồi trưa trên chiếc xe máy này. Không phải nghỉ trưa nữa. A few moments later. Tháo đi vào lấy gái để chị nhóm lửa cho. Luộc gà là nhanh nhất các bạn ạ, không cần phải chế biến nhiều. Tí lứa chín bỏ ra chấm ăn là được rồi. Sắp đến Tết rồi, các bạn muốn một mình làm video gì về Tết thì hãy comment nhá. Không khí này nếu mà gói bánh chưng thì tuyệt vời. Bây giờ là trời tối rồi các bạn ạ, và bắt đầu hơi lạnh lạnh rồi đấy. Ở trên cây mà. Bây giờ bọn mình sẽ ăn tối với màu xanh và 100k. Cuốn đâu rồi? Em đây. Tháng này là tháng 12. Người ta bảo là không được dọa nhau như thế đâu. Rất dễ bị sưng mồm, rụng răng. Bây giờ là bọn mình sẽ ăn tối bằng bánh chưng màu xanh các bạn ạ. Thấy bánh chưng là thấy gì? Thấy bánh chưng chứ thấy gì? Nào, cậy cúc nào. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Tí rồi mất mỗi cái bánh chưng ăn tối. Thấy bánh chưng tức là bánh chưng là tượng trưng cho Tết mà, cho nên là thấy bánh chưng là chúng ta thấy không khí Tết rồi. Các bạn ơi, nhìn mấy bánh chưng này các bạn ơi. Mời các bạn ăn nhá. Ai dô. Xua rồi. Xua ngang xịn rồi. Sao sụp lăng hùng treo. Anh đánh nó không? Hào. Đây là bữa tối của bọn mình. Cho em cái đùi, chúc em ngon miệng. Em cảm ơn chị Hanh. Đi về nhanh lên. Đi về đi. Đội anh thì ăn chứ mình ngồi đi. Ừ. Anh thì ăn, bốc được thì phải 100.000 thì thôi, đi về đi. Ngon quá. Đó, đi về này. Ok. Thôi em ăn chậm đây, ăn nhanh lên. Chị ăn hết một quần rồi này. Gói tteokbokki này có gói nước sốt màu đỏ nhá các bạn nhá. Bọn mình sẽ ăn tối bằng gói tteokbokki. Đầu tiên là bọn mình sẽ luộc tteokbokki trước. A few moments later. Ngon. Có thấy tao không làm gì mà im ngồi ăn đâu. Cầm cho tao ăn. Việc các phòng anh đúng. Bây giờ đêm ở sương nó xuống rất là lạnh. Và cuốn nó còn bị muỗi và bọ đốt cho khóc oăm đi.
Bọn mình đã thử thách từ sáng đến bây giờ là cũng được hơn 12 tiếng rồi. Bọn mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Chúng mình sẽ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.